Chiều qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, họp khẩn, chuẩn bị ứng phó với bão Jinxing, bão số 7. Hiện còn nhiều dự báo khác nhau về đường đi, cường độ của bão số 7, nhưng các dự báo đều nhận định bão sẽ đổ bộ vào miền Trung. Sự kiến bão Jinxing đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung vào đêm ngày 12 và rạng sáng ngày 13 tháng 11, theo nhận định bão mạnh từ giờ cho đến khi đi vào phía bắc của quần đảo Trường Sa. Các chuyên gia cũng dự báo bão số 7 Jinxing sẽ giảm cấp khi đi vào vùng biển miền Trung. Theo thống kê, tính đến ngày hôm qua đã kiểm đếm hướng dẫn cho 69.704 phương tiện trên tổng số 312.506 người biết diễn biến hướng đi của bão. Hiện không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm. Các chuyên gia cũng lưu ý các địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung, cần đề phòng mưa lớn trên đất liền. Từ đầu tháng 11 đến nay đã có 2 đợt mưa lớn ở miền Trung. Do đó, nếu bão số 7 gây mưa lớn nữa sẽ hết sức nguy hiểm. Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để đưa người dân tới nơi an toàn.